Chào các bạn, trong video số 12 mình có giới thiệu đến các bạn trận đại chiến giữa Vương Thứ Nhất và Tàu Nham Lội. Trong trận chiến đó thì Vương Cầm Đỏ đi tiên nhưng đã đại bại trước họ Tàu. Và trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn thêm một trận đấu giữa hai danh thủ này. Đó là bản đấu diễn ra trong giải vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2017. Trong trận đại chiến này thì Tàu Cầm Đỏ đi tiên, Vương Cầm Đen đi hậu. Và liệu trong bản đấu này ngoại tên lái khách hay là Yuma sẽ giành thắng lợi? Mời các bạn theo dõi diễn biến trận đấu. Trong trận đại chiến này thì yêu ma tại nham rội đã phế xe, phế pháo tạo thế công sát cực hay khiến họ vương phải buông giá đầu hàng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cửa tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, đóng góp bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cửa tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.